kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Liên quan vụ phóng hỏa khiến ba mẹ con tử vong tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, đến 20 giờ 40 ngày 21 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường, đưa thi thể ba nạn nhân về nhà xác phục vụ công tác điều tra. Các nạn nhân gồm chị Giờ, 32 tuổi, cháu PLHP, 3 tuổi và cháu TLTK, 2 tuổi. Nghi phạm gây ra vụ thảm án là Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1995, quê Hà Nam, đã bị camera ghi lại hình ảnh khi người này chở theo căn xăng 20 lít đến nhà nạn nhân rồi phóng hỏa. Anh T sửa xe đầu hẻm 260 Lưu Hữu Phước, quận 8, kể: "Lúc đó, tôi thấy nam thanh niên mặc áo shipper chở theo thùng xăng gần 20 lít đứng ở đầu hẻm gọi điện thoại, sau đó chạy vào sâu trong hẻm và xảy ra sự việc." Một nhân chứng khác cho biết, sau khi gây ra vụ việc, nam thanh niên bỏ xe máy chạy bộ ra khỏi hiện trường, sau đó vứt dao, bỏ áo khoác rồi đón xe ôm bỏ trốn nhưng đã lập tức bị bắt giữ. Có mặt tại hiện trường, chủ tiệm vàng KX, quận 8 khóc ngất khi cháu nội bà là TLTK thiệt mạng trong vụ việc. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chủ tiệm vàng KX xác nhận cháu gái bà thiệt mạng và bà cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao xảy ra sự việc. Chị Cúc, hàng xóm nạn nhân kể, thấy cháy nhiều người đã dùng thang vào cứu hai cháu bé nhưng việc giải cứu bất thành do khói quá nhiều. Người nhà cho biết căn nhà có 4 người sinh sống. Trước đó khoảng 16 giờ, nam thanh niên mặc áo shipper đến giao hàng rồi sát hại chị Giờ, sau đó người này phóng hỏa đốt nhà. Bà Phùng Thị Thúy Quyên, tổ phó tổ 60, khu phố 5, phường 15, quận 8 cho biết, bà P là mẹ chị Giờ, về sinh sống từ năm 1991, xưa giờ không có mâu thuẫn, sống hiền lành hay đi chùa. Theo lời khai ban đầu của Nhu, trước khi phóng hỏa, y đã dùng dao đâm chị Giờ bị thương nặng. Hiện, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đấu tranh, khai thác lời khai làm rõ nguyên nhân. Ngày 21 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp lấy lời khai Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1995, quê Hà Nam, do có hành vi phóng hỏa khiến 3 người tử vong. Bước đầu, Nhu thừa nhận mình là người gây án mạng tại căn nhà trên đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Các nạn nhân gồm chị LTMG, 32 tuổi, cháu NLHP, 3 tuổi và cháu TMTK, 2 tuổi. Trước đó, chiều 21 tháng 11, Nhu mặc áo shipper đi xe tay ga chở căn xăng 20 lít đến nhà chị Giờ. Khi mẹ chị Giờ vừa mở cửa thì Nhu lao vào đâm chị Giờ rồi châm lửa đốt. Sau đó, Nhu vứt áo, dao rồi đón xe ôm tẩu thoát. Nhận được tin báo từ người dân, ông Trịnh Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường 15, quận 8 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ông Phong đã chi hô và cùng người dân nhanh chóng dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang những nhà xung quanh. Nhận được tin báo đối tượng tình nghi đốt nhà đang trên đường lẩn trốn, ông Phong cùng với người dân tổ chức truy đuổi đối tượng từ đường Lưu Hữu Phước qua đường Mễ Cốc đến hẻm số 5 thì phát hiện đối tượng đang điều khiển xe Novo màu trắng. Lúc này, ông Phong có gọi thêm 3 chiến sĩ dân quân của phường hỗ trợ tiếp tục truy bắt đối tượng. Đến gầm cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5 thì tổ truy bắt đã đuổi kịp và quật ngã đối tượng xuống đường, nhanh chóng khống chế, bàn giao công an. Liên quan đến vụ cháy lớn nhà kho ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào ngày 11 tháng 11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin chính thức về vụ việc. Theo PC07, gần 19 giờ cùng ngày, PC07 nhận tin báo cháy công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Đức Thành ở hẻm 37, đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiềng, quận 7 nên đã điều động 13 xe, 2 xuồng máy, 1 tàu cùng 80 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ngọn lửa sau đó được khống chế lúc 19 giờ 27 phút và dập tắt đám cháy vào khoảng 21 giờ 50. Diện tích bị cháy khoảng 2.000m² trên tổng 17.000m² diện tích công ty. Ngoài ra, các thiết bị văn phòng, máy tính, thiết bị điện tử khác, thùng cắt tông cũng bị cháy rụi. Một vụ cháy lớn đã xảy ra lúc sáng sớm ngày 8 tháng 7 tại căn nhà 4 tầng trong ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy và chiến sĩ tới hiện trường. Do ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Trong căn nhà, lửa bùng lên dữ dội, vụ cháy khiến 3 người mắc kẹt bên trong nhà tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hỏa hoạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã chỉ đạo công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần, đời sống nhân dân trong khu vực.
đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 3 thanh thiếu niên, cha mẹ không có nhà. Do vụ cháy xảy ra vào lúc sáng sớm nên cả 3 người đều tử vong, trong đó có một thanh niên 21 tuổi, một cháu 14 tuổi và một cháu 11 tuổi. Công an thành phố Hà Nội vừa phát thông tin ban đầu liên quan đến vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong. Theo công an, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 26 tháng 10, công an nhận được tin báo về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà, gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà nơi có đôi vợ chồng cùng 2 người con sinh sống. Ngay lập tức, hàng chục chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng được điều đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 18 giờ 9 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Trong một clip được lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh người chồng sau khi thoát ra khỏi vụ cháy tuyệt vọng gọi tên vợ và 2 con mắc kẹt bên trong căn nhà, bốc cháy ngùn ngụt khiến ai nấy đều xót xa. Tuy nhiên, đã không có phép màu nào xảy ra khi lực lượng chức năng sau đó phát hiện 3 mẹ con đều đã tử vong. Người chồng bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo người thân, gia đình này từ quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định lên Hà Nội lập nghiệp được vài năm. Ngôi nhà cháy rộng khoảng 30m2 là nhà cấp 4 xây tạm để kinh doanh đồng nát. Danh tính 4 nạn nhân được xác định gồm anh MVI sinh năm 1988 ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định bị thương, chị NTT sinh năm 1992 là vợ anh Y cùng 2 con là cháu MTD sinh năm 2012 và cháu MBA sinh năm 2018 tử vong. Về nguyên nhân, công an cho biết theo thông tin người bị thương cung cấp, thì thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu nhưng ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy. Trưa 13 tháng 11, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất gỗ Khang Thịnh Phát, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ 20. Thời điểm này, công nhân chuẩn bị nghỉ ăn cơm trưa thì ở khu vực phun sơn thuộc nhà xưởng sản xuất của công ty bất ngờ bốc cháy dữ dội. Diện tích cháy khoảng 420m2, chất cháy chủ yếu là sơn và gỗ. Vụ hỏa hoạn sau đó được khống chế vào lúc 11 giờ 45 phút. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản trong công ty. Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại. Nhiều công nhân của công ty không khỏi lo lắng vì nhà xưởng cháy, họ có nguy cơ thất nghiệp những tháng cuối năm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!